Hello, xin chào các bạn. Đây là một cây hải châu các bạn. Cây hải châu này á, là lá rất là đẹp, để mình bấm sơ sơ mình quay lại cho các bạn xem. Đó. Cây này á, là nói chung là lá thì đẹp đó các bạn. Nhưng mà nó có cái chỗ là nó ba thân các bạn. Đó, cây hiện đang có trái nè. Nhưng mà mình phải bấm trái bỏ thôi các bạn. Bấm trái bỏ thôi. Trái nè các bạn. Bạn thấy trái chưa? Trái nè, trái nè. Giờ theo mình các bạn, trái quá là trái luôn các bạn, rồi để trái này chơi ha. Đó, trái nè, cây lá rất đẹp các bạn. Trái nè các bạn, trái len lỗi rồi, nó nhánh già nó cho trái nè các bạn thấy không? Đó. Tại vì mình bấm gì hoài biết nó không có ra trái nhiều các bạn, cành non á. Do đó giờ phải mà cây phải bấm tàn mới thành cái cây, cái thả rừng sao thành cái cây được. Cây thả rừng đây, nếu mình thì nói thật nha, nếu mình thả rừng á thiếu gì cây cho trái rất là nhiều á, mình nói thật. Tại vì mình bấm hoài vậy nè, rồi nó là nó non các bạn, nó không cho trái đó. Đó là cái quy luật của cây rồi. Đó, cây này nó bẻ ra vậy mới đúng nè. Cây lá đẹp rồi các bạn. Bạn thấy không? Lá tròn đẹp không? Đó, trái. Cái gốc nó các bạn. Cái gốc nó ba thân. Mà nó không có cao bằng cây này, nó cao khoảng mình đo cái gan nè. 1 gàng, 2 gàng phải 40 trở lại, 40-45. Đó. Nhưng mà lá đẹp. Đó, các bạn thấy không? Lá tròn. Nó bị con gì trắng trắng, nó bu phù hoài luôn. Còn cắt sữa của này hoài không hết các bạn. Đó. Xịt thuốc hoài không hết nè. Trái nè, chín nè. Còn mà chín ngày này cũng có trái chín nè. Trọc trảo năng hết rồi. Này ăn còn cái cuốn không nè các bạn. Nè, các bạn thấy không? Nó ăn cỏi cuốn không à. Cái bể đế này theo mình, đây là một gốc ba thân các bạn. Gốc ba thân, để quay kỹ cho các bạn xem. Nó là một gốc ba thân. Mình đo nó lại cái bờ nó bột cao ha. Đây cái thước đo chính xác nó được. Đó, cái quanh này nó được nhiều. Đó. Quanh bể nó các bạn, đây nó có một cái rễ tròn qua nữa đây, mình lòn qua cái rễ này, mình không đo cái rễ đó. Để quanh nó là 24 các bạn. Quanh bể nó nè. Đó, bạn thấy không? Cái thân này thì lớn ngón cái mình chút, cái này cũng vậy, bằng ngón chân cái đo luôn đi. Đo luôn cái thân nó được nhiều. Nói đo luôn chứ giờ nói canh cũng không được. Nó ba thân. Bụi này nó ba thân. Lá rất là đẹp, trái rất là nó thân này nó chín các bạn. Hai thân chín, thân giữa 7 à. À. Kiển nó là vậy đó, trái nè. Được rồi, trái mình bỏ mưa bỏ gió các bạn, nó đậu không có đều đó. Đây so trái cây cho cây khác là trái này trái cũng được thôi, cái mùa này thì trái cỡ này là được rồi. Đó, còn gì trắng trắng nữa. Buồn quay hết cho các bạn xem trái nè các bạn. Trái len lỗi nằm trong nè. Đó. Chùm trái chùm phải không? Chùm nè. Cái này mình giao lưu các bạn.
Đó, anh bạn nào giao lưu thì mình giao lưu cái này. Cái này cái giống lá đẹp rồi các bạn. Đó, cái giống lá tròn, nó không có dài mà không tròn mà lá nó đẹp, nói chung là dạng lá đẹp. Đó, để quay trên xuống cho các bạn xem. Rồi mình quay những cái cây có trái của mình cho các bạn xem đây. Đây, những cây có trái đây các bạn. Trái rất là nhiều. Hôm nay cho trái đây. Đó, trái đang ra nè các bạn. Trái nè. Thấy cục luôn nè. Đó. Bạn thấy không? Nó chưa chín, nó không có nổi bật lên các bạn. Khi nào nó chín thì mới nổi bật lên. Đấy nè, cây này trái là ngày lần thứ 3 trong năm nay nha các bạn. Đây nè các bạn, đây dưới lớp một có chín rồi mà thấy bên này cũng vậy nè, trái cũng rất là nhiều. Đó, chim làm tổ nó thà ba rác quá trời luôn, trái nè các bạn, thành nó chưa chín, nó chưa nó bật lên, thấy rất là nhiều nè, trái nè, nó thấy trái không? Đó, do đó giờ mình không, còn cây này người ta trái rất là nhiều. Anh em thì trùm lại kêu mình để hái giao lưu các bạn. Cây nó trái cũng 100 đó, giống đó đó. Đó, đây mình quay cho các bạn coi trái nè. Trái rất là nhiều nhưng mà các bạn thấy không nè. Đưa tay vô các bạn mới thấy nè. Đó, trái nè. Trái rất là nhiều chứ không phải ít đâu nè. Thấy màu xanh á. Tiệp với cái lá các bạn không thấy. Quay vậy không thấy đâu. Đó. Đây cũng vậy nè các bạn. Tiệp với cái lá nè. Không thấy cái trái đâu. Thấy chưa? Đây nè. Cái vườn mình thì lúc này lúc nào cũng có trái các bạn. Lúc nào cũng có trái á. Phóng quá trời. Đây trái nè. Quay trái cho các bạn xem. Đây nè, cây này mình ghép nha các bạn. Cây này đế dữ lắm nè. Và thấy trái không? Đó. Thấy cục luôn à. Mấy cây này bỏ nắng bỏ mưa đồ, do đó nó trái đậu không nhiều các bạn. Bên đây cũng đậu mớ thôi. Đó. Cây này nó cũng ra trái nè các bạn. Trái nhưng mà mình bỏ gió bỏ mưa ra nó đậu không có đều. Nè nó cũng đậu một hai trái nhỏ nhỏ thôi à. Nè mấy cây mini của mình cũng mình ghép cái vô cái ấy nó cũng có trái nè các bạn. Đó. Nào. Trái rồi. Mà thấy cây đâu đây có trái nữa nè. Mà mình quên biết để chỗ nào, nhiều quá rồi mình không biết các bạn. Biết để chỗ nào. À, cây này cũng có trái nữa các bạn. Nè. Trái thì cái này cắt bỏ các bạn nè. Đó, cái này trái này nó để đâu giải quyết được cái gì nè. Đó, mình cắt bỏ hết quá, không có để ba trái này đeo ngoe làm gì. Đó, cái nào để cái nào bỏ các bạn. Mình không có để trái mà nó leo ngoe vậy. Để xử như trái này nó cũng một trái chùm luôn nè, thấy không? Không phải cắt bỏ à, đấy nè, chùm trong này nè, cắt bỏ hết. Đó. Để làm gì đâu giải quyết được cái gì đâu. Cái này được rồi, trái nhiều lắm. Rồi mình bấm tàn các bạn, bấm tàn rồi nó ra bông, rồi nó ra trái nữa. Đủ thứ á. Cây hải châu mà giống có trái, xiên trái là cỡ nào cũng có trái á. Đó. Đây. Hình như là cây này. Đây. Nè các bạn. Các bạn thấy không? Nó cho trái nè. Trái này trái nó không nhiều.
đó, để ngày mai mốt mình đem cây vô mình sửa thay chậu lại các bạn, bấm trái bỏ. Trái cũng lưa thưa, mùa mất mưa, mất ấy này kia nọ, nó không có nhiều được. Cái này cũng vậy nè. Mình để cho trao trảo năng đi. Trái nó cũng đều cây hết nè các bạn. Nè, thấy không? Đó. Cây này thân lắc đẹp. Thân nè. Đó. Thân cũng lắc đẹp các bạn. Khuyết cành quá rồi. Mai mốt vô sữa thay chậu nó. Đây, mình đây có ổ chim đẻ nữa nè các bạn. Nó đẻ hàng hà luôn. Chim gì mà nó đẻ hết cái bầy này tới cái bầy kia. Nở chưa đây? Chắc có trứng chưa nở đâu. Có trứng chứ chưa nở các bạn. Nè. Trái nè các bạn. Trái hàng hà luôn. Đó. Đây cũng có một con nè. Đó. Đẻ nè các bạn. Thấy không? Đó, đẻ nè. Hai trứng nè, thấy không? Đó. Bữa nay ví dụ mình nó sao hàng hà chim nó đẻ các bạn. Mộ lắm. Hết cái con này tới con kia. Rồi nó đẻ liên tục. Mình mấy cây đó mình không dám xịt thuốc nữa các bạn. Mình sợ ảnh hưởng tới cái con của nó đó. Này nhưng mà chơi kiểng này nó vui chỗ các bạn. Mình chơi vui cái chỗ của các bạn ra cầm cái kéo rồi bấm gai bấm nhánh nắm tàn này như nọ, vui chỗ đó thôi. Cái kiểu này á, nếu mà đúng vô chơi á cực lắm các bạn, mình cực lắm, tàn tích rồi nó ra thôi, thá lả luôn, gai gốc rồi. Clip thì cũng dài các bạn, nó mà cây đổ mình nè, bạn thấy không, mình đem mình xếp vô chậu này nó xuống nè, đổ nè. Đó, nó đổ nó lắc lượng các bạn thấy không? Mình chơi đổ phải lắc vậy đó mới chơi, còn đổ mà đổ khum khum nó cũng có nữa các bạn, nhưng đó chế chơi thôi. Cái này rất là to mà nó ra cũng rất là nhiều nè các bạn. Đó, nó ra dưới này nè, ra dưới gốc nè. Thấy không? Cái giòn này hết. Nó thấy gốc nó. Đó, gốc nè. Quá to luôn. Gốc này ba mấy các bạn. Rồi đây cây nữa, cây có trái mình cũng cắt bỏ bớt các bạn nè. Cây này bây giờ là các bạn, cây này cũng vườn mình là trái quanh năm nè các bạn. Cây đổ mình nè, cái liễu rủ mình các bạn biết chứ. Đây nè, trái nè các bạn, mà thấy không, lúc nào cũng có trái á. Trái nè, trái nè, mà đợt rồi trái nhiều các bạn, cách này chừng tháng nè. Này cũng ra bông, đang ra bông ra trái nè. Nhưng mà cây này mình chưa ở không, mình sửa tàn lại các bạn. Mình sửa cây này, mình sửa tàn trên luôn, tàn cái trên đó, trên ấy luôn cho nó phủ xuống. Hồi đó mình cắt trụi trên này không à. Đó, giờ mình sẽ sửa những cái này, nhánh này mai mốt mình sẽ sửa lại hết. Đó. Bây giờ nó cho nó sụ xuống cái trái thì nó không đẹp. Sẽ cho nó trái, cho nó từ trên ngọn xuống dưới gốc luôn. Rồi đó, mình cũng quay một số cây có trái cho các bạn xem. Cây này mình lặt trái hết rồi các bạn. Trái còn mới nào lặt hết luôn. Để chi đây. Rồi. Wow.